Ngày 15 tháng 8, bác sĩ Trương Minh Kiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cho biết đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Cà Mau về vụ chặt chém tiền xe cứu thương. Theo đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8, con trai của chị H 34 tuổi và anh G 35 tuổi, ngụ khóm 2, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, nhập viện tại khoa sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau trong tình trạng tím, thở có lõm ngực nặng, được đặt nội khí quản thở máy. Đến 9 giờ ngày 5 tháng 8, anh G xin chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh bằng phương tiện tự túc, chỉ xin giấy chuyển viện theo yêu cầu. Đến 15 giờ ngày 5 tháng 8, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Do tình trạng quá nặng, ngày 8 tháng 8, đứa bé qua đời. Về thông tin cha bé được một bác sĩ của bệnh viện giới thiệu số điện thoại của một người phụ nữ điều xe cấp cứu từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Cà Mau chuyển viện, bác sĩ Trương Minh Kiển khẳng định không có sự việc như đã nêu. Qua xác minh, tất cả nhân viên khoa sơ sinh không tư vấn chuyển viện, đồng thời không liên hệ hay cho số điện thoại của xe cấp cứu chuyển viện từ bên ngoài. Bởi từ lâu, bệnh viện đã có quy định nghiêm cấm nhân viên liên hệ với dịch vụ xe cấp cứu từ bên ngoài để vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Theo thông tin, trước đó anh G muốn đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị và được bác sĩ cho số điện thoại liên hệ xe cấp cứu. Một người phụ nữ tên H báo giá 16 triệu đồng cho chuyến xe đưa bé từ Cà Mau lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.